Ôi hên, ôi có người luôn, phải phải, bên phải có người luôn. Ôi phải có kéo nha. Ê, lên xuống kiếm. cục máu ai ăn chưa vậy? Chưa chưa có ai hết đây. Tiếp vô. Trời ơi, tao vuốt cho Ok, banh não luôn kìa, giết nó đi. Bên phải là có con tàn kiếm là tiêu dao ok. cái kiểu á. Ok. Dưới cũng treo nha, Ồ, bé dưới Sang, không chơi đoàn thị hả? thôi đỡ ba đao quýnh cho hai người quýnh tăng cho hai người quýnh. Bên phải là có tiêu dao tàn kiếm nha. Qua trái đi, bên trái treo đi. Từ từ. Từ từ chưa hỏi cuối cùng bật phải. Qua sớm Bên đi, qua này. sớm đi, qua sớm đi. Qua đây, qua đây. Hey. Ôi có tàn kiếm Thế nha nào? các bạn ơi. Tàn kiếm bung bê ếch kìa. Đậu phỉ kìa. Rồi. Rồi rồi Trời rồi nhỏ rồi kia, rồi rồi nhỏ kia banh não kìa. Còn một con ở trong kìa. Nhỏ kia nó chảy Còn ở nước trong miếng kìa. nè À, sụp bóng. khổ vậy. Tam tay chạy nước miếng, chạy nước miếng. Nhai qua bển thần lộ bình an cho nhai. Vậy coi anh cua thì ít mà nghe bạn gái nói thì nhiều. Tôi biết anh em khoái nghe gái nên là tôi cố ý tôi nói chuyện chậm chậm ít ít là cho anh em nghe mấy bạn gái nói chuyện đó. Ôi ông nhai một đi không trở lại luôn rồi. Phải tham gì Chạy nước miếng. Ngồi chắc nó Không, tại qua tại quá. tại tại vậy. Dưới kìa, dưới có ba đào, có bạn hoa dưới á. Bắt đầu bạn Hòa là trong mình nha. Đường môn đó đúng không? Biết mà. Sao lắc dưới ta? Ồ, tính ra mình đánh võng ra cầu lạng lách kia. Ôi ôi, đá lăn. Trời ơi, sao nó đẩy dữ vậy? Dạ, công nô nữa hả? Có đâu, không có, không có. Để em giảm vô lực lại. Không, cứ nói bình thường em không sao đâu. Bình Không, thường không phải nô đâu anh. volume của mày là lấn át hết mọi volume rồi, yên tâm khỏi cần giảm hay làm gì á. Ok. Quánh nhau đây. Ok. Ơi bạo kích nè. Ê. Đây đây xuống à xuống 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 à. Trời ơi. Tôi nghĩ là bé Sang mình nhớ cầm cái quần lên nha bé Sang, anh nghĩ lắm á. Yo. Máu Qua bé đây. Sang ơi. Thấy chưa, gãy chưa? Cục máu kìa bé Sang ơi, bé Sang cục máu kìa. Ok. Phải phải chạy nước miếng, chạy nước miếng. Ồ nhai cù bắp. Nhai ơi là nhai. Thôi ơi, anh tính nha đi để cho Lị mở này chưa. Ơi ơi. Yo, bảo kết Ok không, ngon. cũng thích cũng Bảo cũng kết luôn em bảo ngon. kết luôn. Phải phải. Trời ngáo Phải. ngáo luôn chứ phải nồi thiệt. Nấu hoài á, đúng Phải thúi anh luôn á. Ông nhai này phải cho chơi chung với gắm thúi thiệt luôn á hai anh em. Bỏ lúc nào ông bởi gương. Chuẩn bị qua hai qua luôn rồi mọi hai người. nè lên chế đồ ăn đi, Chế đồ ăn cái nha. lên Từ chế đồ từ ăn từ đi, từ từ. lên đi lên đi lên đi Trên này có cục máu rồi. Rồi đi luôn. Qua trái nè. Đây. Hãy có bầu kích trước đi, bầu kích làm vô. Chạy nước À, miếng, nó mở chạy cục nước miếng. Ôi mình giáo kìa má ơi. Ơi 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 mày chốc sắp sửa rồi mày sát nát mặt Sang ra kìa ơi, em sang ơi. ơi, sang ơi. Nó dí heo em luôn kìa em ơi. Chạy lên trên đi. Ôi, chạy lên. Chạy lên trên có máu ấy, em. Ok Rồi ok chuẩn bị. ok ok Cua vụ sang với cua bên này cua mua hết đồ rồi Sang ơi. Ủa vậy luôn hả? Ừ phải phải. Ai Cua xong tích. phải? Cô chị kỳ. Nhanh nhanh Gì chạy rồi? chạy đi mọi người ơi.
Dạ đó. À dạ. Đi đâu con xin. Có bảo kích nào, bảo kích nào nhai ơi. Đây. Có quần kìa sang, cô ba quần kìa sang ơi. Rồi đi luôn, qua chính luôn. Ok, qua chính. Chính chắc nó chèo quá, nó quấn tình anh rồi. Đây. Phải, chạy nước miếng. Ờ, nó vuốt cái kia là cái mày hết phái liền. Nó vuốt kia mất bất tử à. Rồi, farm tí đi. Chuẩn bị mình lên trên đi, chuẩn bị mình lên trên là mình đấm cái nè mọi người. Có chiêu không? Chưa, có. Phải. Chạy nước miếng. Đây, lên nè. Mày làm cái quần mày nha. Hồi mày chải cái quần mày luôn á. Rồi qua trái luôn. Cái gì vậy ba nội? Cái gì vậy ba nhai? Thôi bỏ luôn đi, hết chiêu rồi. Chải miếng gì nữa đây? Nhai làm gì? Đúng rồi, nhai bữa nay cầm sugar bơm bên Phúc ơi. Ông chải ghê quá, chưa gì ổng có nguyên cung cung vô đầu con quái luôn rồi. Nhai bị chê tức quá. Anh em ơi, map treo không à. Nãy giờ chưa có team nào cầm tay luôn á. Ừ, nãy giờ chưa có team nào cầm tay á. 7 cũng treo, 1 cũng treo. Có mấy team mà nó người chơi solo mà. Nó đi chung team. Ăn đồ quá trời luôn. Phải. Chạy được đi. Treo. Hello mọi người nha. Bên một có Minh Giáo chiêu. Ờ, Minh Giáo dùng môn, bộ kích luôn. Hình như nó team 2 á, có một thằng đi lẻ hay sao? Nó team 2 em, con thằng đứng kế bên đó kìa. Chị... Ở khu 1 là chỉ có 2 thằng thôi, là thằng Minh Giáo với lại thằng Dung Môn thôi. Phải nó chỉ chịu kìa. Ờ, thằng nói, về 3 đi, về 3 Tiêu Dao đang kiếm trường ca khu 3 nè. Ờ thôi về 2 đi. Nó mạnh nha. Tiêu Dao đang kiếm trường ca thôi về chính luôn. Hai đâu vợ kìa. Hai bên hai gán chịu nha. Tôi biết rồi đó. Bên hai. Ủa gì à? Hai. Chạy đi. Mua đồ kìa. Nó phải đâu không phải chút nào á. Phải. Đã chơi không? Chạy nước miếng. Từ từ tăng đồ đã. Trời đất ơi. Đồ mua gì hả? Trời giống. Từ từ tăng đồ đã. Đây. Trời hóa đã rồi giờ kêu tăng đồ. Đây 5 chị kìa. Qua trái luôn. Phải. Trời ơi. Có ngầm y kìa. Có tiêu dao kìa. Ôi. Ôi, gì cần thế yeah, bạn Hiền. Trời ơi, con nhai. Con thôi là hẹo rồi. Phải. Dạ muốn phái ông bé sàng. Gà chính đi bé sàng. Mày sẽ phái liền. Đây không chính à. Đây không. Từ từ nha. Chơi cuối cùng nha. Rồi đi, xuống chính. Quần ai nấy lụm nha. À kè, phải, vuốt. Đó, chạy vô em ơi, chạy vô đi. Thôi, ai gặp. Chạy qua kìa. Ê, rồi, nhai đi luôn đi. Đâu? Nhai xuống dưới rồi. Ở dưới có ai không nhai? Hả? Được, nó tới thu 6 rồi mà hết quần rồi. Nó ok, về lại. Phải. Thôi lên trên. Chạy đi xuống dưới. Hết thời gian rồi. Hả? Chú mình á, Thiên Dương khu chính á. Đừng anh ơi, chạy. Em có tội lầm đâu. Em chạy đây. Rồi vô luôn. Nhai chạy chiêu liền. Trời. Đã em hồi máu cực khổ rồi nhai. Còn tích kéo Thiên Dương lên nữa sao. Ông nhai à, ông định bóp mình á. Không hiểu kiểu gì.
Ê kệ nó kìa. Ờ nó đang xoay mình kìa. Nó xoay ra nó chạy. Thằng khùng này. Nó hay đồng quá. Không được rồi. Bạn vậy là không có lừa tôi. Tay cái chạy. Hồi nhảy này đóng gông luôn nha. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Đây xuống này, xuống chết nó mềm. Đây. Tôi chết cổng gì đâu. Hết đồ rồi. Xuống 8 nè. Đi. Trời ơi con quỷ đường 1. Không có tấn công, farm, farm cắm đầu farm. Nhai ơi, bình 8 có máu này Nhai ơi. Giọt tới liền luôn, trời ơi. Ồ, có máu thiệt. Ôi, ảo tượng ra luôn hả, không biết luôn á. Số 7 nè, mọi người ơi. Nó chuẩn bị bên 6 nó qua nè. Chạy nước miếng. Quần kìa sang, mặc quần vô sang. Máu kìa. Đây 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 luôn nè, đi luôn nè, đi luôn nè. Quần đi trước đi, cho cái quần đi trước đi. Bên Nam có ai không? Đâu rồi. Kè, quần hốt nó. Một em lên đường. Rồi. Thấy mẹ nó rồi, ba em luôn chứ một em gì. Lên 4 đi, lên 4 đi, nó trên 4 kìa. Ai nó xuống kìa. Ai từ 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 mẹ ơi từ. Xuống 7 đi. Qua 1 là có team Minh Giáo nha. 1 có team Minh Giáo nha. Chờ đang boss nó đang vui thoại đã quên á. Đây qua 1 nè. Ôi 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 ôi. Có team khủng, có team khủng kìa các bác ơi. Có team khủng. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ôi nhai mất, nhai xuất bóng rồi, nhai xuất hình luôn rồi. Ờ, xuất hết rồi, ôi chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, ô chạy đi. Một... Lên chính này, lên chính này, lên chính này. Một có tim kìa, má ơi. Ôi, ta 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 ta. Về, về bẫy, về bẫy, về bẫy, về bẫy. Ok, ok, ok. Ôi, một có tim nha. Cứ bình tĩnh mấy bạn ơi. Máu không, ai có máu không, mới được máu đó. Ôi, thôi về đi, về bẫy đi. Chưa có một nha. Ê à, nó dí quá. Hết hồn. Hết hồn. Hết hồn con trồn. Teo hết liền. Bảy con dùng môn kìa. Dùng môn kìa, dùng môn kiếm nhai kìa. Dùng môn kiếm nhai kìa. Ôi cỏ, biết thôi coi. Mày đâu, mày đâu, mày đâu. Trời ơi, tính ra bắn cái củ cung nó cái mà nó chết rồi, không kịp bắn, buồn quá. Ơi, còn cái team kia hơi căng đó nha các bạn ơi. Gì vậy? Tiêu dao với tàn, tiêu dao, tàn ca kiếm trường ca. Ghê nhờ. Ghê nhờ. Dao mất né là nó chết á. Tiêu dao nãy mất né luôn nhưng mà tôi vuốt nó không được. Vuốt không lên đam. Ôi vuốt đi. Ừ tàn kiếm nó xém chết. Tự nhiên thấy có hai con đường môn trên màn hình là thấy hoi chạy trước rồi đó. Chết đồ ăn đi mọi người, chết đồ ăn đi. Cái team đó là mình phải up trước. Team đó là bé Sang phải tăng trước. Là em hứng cái lóc luôn á. Là để anh với lại ông Nhai để vô. Thì em vô em cho nó lóc đi rồi em búp bự. Ừ em lóc, ừ đúng rồi. Cho lóc đi rồi búp bự. Trời ơi. Đã gì đâu quá trời nha. Mình bấm quẻ là một hồi là cái quần của bé Sang nó sẽ lên đường. Nó chết là chết luôn. Rồi dùm sao nha lấy 4 nhưng mà con ơi chưa có tăng bí kíp nè, nãy giờ quánh yếu quá trời luôn. Nãy nếu mà nếu mà có người chạy lên chung á thì có thể là giết luôn cái thằng tàn kiếm với lại con kia luôn á. Nãy con trường ca còn xíu máu á. Ừ anh định chạy lên á. Chạy lên chung thôi chạy luôn. Á à, nó lại Cuba nha, thôi mình né nó tí đi. Mình mình né đi, mình về một đi. Về một đi, về một. Cho em hòa má xíu. Em cứ đè cái đầu con tiêu dao mà em chém thôi. Ok, ok. Hai con còn lại mọi người lo. Ừ. Kiếp cái đi, tăng mấy kiếp cái. Quên. Ồ, nó biết mình kìa. Thôi xuống 8 đi. Qua 8 đi. Ồ. Nó biết mình rồi. Nó biết mình rồi.
Mình giả bộ mình núp thôi. Giờ mình mạnh mình giả bộ mình núp thôi. Mình giả bộ mình núp. Nhưng mà tới lúc biểu thì mình chết thiệt. Ừ, hồi nó qua chết chắc chịu. Nhận đâu, thử nhận với bậy mà con ơi. Lẹ xuống lấy đồ cái, xuống lấy đồ cái. Đi đi nhai, đi đi. Rồi. Ok rồi đó. Phải, phải. Đây, qua phải luôn nè. Chạy nước miếng. Từ từ tăng đồ cái, tăng đồ cái. Mở rương luôn đi mọi người. Hồi máu cái. Ok. Ok. Chuồng nó, chơi nó, chuồng nó. Trời, đi nổ. Đây. Trời, để em đi trước chồng ngon. Ôi đây có nghe người à. Ồ vậy nó mới hốt với nào rồi, nó mới chơi với nào rồi. Mày. Rồi, ôi chém ghê vậy sang. Còn tiền sao đó. Hay à. Ủa, chạy vậy? Ờ, được luôn, mày đâu? Mày chạy. Ôi sao chết lẹ vậy ta, buồn vậy, chưa gì hết trơn. Hồi nãy nó bị yếu máu. Ừ, vậy là nó mới Thiên Dương mất quần lên câu chính. Được đi, được đi. Ờ, nó quýnh như nào á, giờ còn 2 team kìa. Mới quýnh team khu 2, Thiên Dương mới quýnh team khu 2. Hey. Trời ơi. Phải. Không phải, chạy tới nguyên. Ông bạn, trời ơi. Sugar Mom vậy được rồi. Sugar Mom được rồi. Đấy cua cầm con dạng hoa là chuốt là thôi. Gãy cánh hết tình em. Quá khủng khiếp. Đúng không? Không cho tôi một like nó buồn lắm nha anh em. Nhất cho một like cái kiểu nha. Cảm ơn anh em. Ờ à, đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.